đấy, cơ thật mạnh mà. Mấy cháu này không có cờ à? Đưa cờ Trung Quốc nhìn vào. Em ở Trung Quốc em ạ. Hai cô ạ. Cho hai cô vào đi. Nhanh chóng vào trong. Cô nào xinh đẹp đi vào trong đi. Hai cô vào trong. Tính rồi. Đây có cả cô giáo người đồng bào này. Cô giáo này. Đây có phải cô giáo không? Không phải đâu. Đấy là... dân bản. À, dân bản phải không? Thế là mình vào đây là để đón đoàn đại biểu của Trung Quốc. Vâng, vâng. Thế là hay quá gì nữa. Đấy, đây chắc là cô giáo Thị này. Đấy. Đây là các đồng chí biên phòng, cán bộ, lãnh đạo ở bên phía Việt Nam đang chờ để tiếp đón các cái... bạn bè láng giềng bên Trung Quốc. Các đoàn đại biểu thôn Thán Sản Trung Quốc ạ. Đây là đoàn biểu thôn Thán Sản Trung Quốc. Đây là đoàn đại biểu khu vực thôn Thán Sản sang bên phía Việt Nam để giao lưu. Đây là cái chợ Pò Hèn của xã Hải Sơn nhé. Cái chợ này đối diện bên kia là chợ Thán Sản của Trung Quốc. Cho nên hôm nay là một cái buổi kỷ niệm 10 năm ký kết kết nghĩa giữa thôn Pò Hèn xã Hải Sơn và thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh và thôn Thán Sản Trầm Na Nương khu Phòng Thành thành phố Phòng Thành khu tự trị dân tộc Choang Cảng Tây Trung Quốc. Thấy họ ghi như thế. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đặng Văn Trường Vlog nhé. Nay mình xuống cái xã Pò Hèn, thôn Pò Hèn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, review lại cái hội chợ thương mại của cái xã Pò Hèn với xã Thán Sản ở bên giáp biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Đây là trong cái khung cảnh trong cái chợ Pò Hèn này. Đấy, mọi người bày một số các cái hàng nông sản để bán cho du khách. Đấy, mật ong rồi các cái loại thuốc nam, thuốc bắc, quần áo các loại. Thank you.
Bảo ơi, lên đánh bè cho chị máy này của trong đây này. Đây như là thuốc ngâm rượu chữa bệnh xương khớp, thuốc uống mát gan này, mật ong rừng. Cái này bao nhiêu tiền một bằng đây? 150 một chai. 150 một chai nè. 150 một chai này nè. Cái đấy thì bán vậy thôi. Đây là cái này là lửa lít hay bao nhiêu đây? Cái này chai 6 năm thôi. Thì là lửa lít hả? Không phải nổ đi đâu, hơn nổ đi. Là 150 hả? Có tôm không? Tôm mà, đến đây đi dùng bát đấy. Đi dùng bát on à, đi bát dùng mặt, bát, à? Bát on thì đấy cả mặt đấy à. Tốt lắm đấy, ừ. Cái đấy pha vào quốc bốn. 250 hai chai này có được không? 250 hai chai á? Ừ. 300 hai chai mà. 250 hai chai có được không? Thế thì có rẻ quá. Làm gì rẻ? Cái này thuốc lau răng. Cái này thuốc lau hồng mê lan ấy. Cái này thuốc mát, mình nóng vùng uống chỉ có một thang này khỏi ngay. Chỉ có một thang này khỏi ngay. Quanh vô mình cũng đấy đây. Thuốc mát gan à? Đi làm về nó mát gan. Mát gan. Cái này tắm ơi, mát cho cái này mình tắm. Bán nhiều đi, 200 một bao. Hôm nay cháu lên, hôm qua cháu lên nó bảo không lấy người lớn đấy, không rồi. Lấy xịu, để bảo ông nào lấy xịu rồi. Lấy thuốc tắm vàng đấy thôi. Tắm da vàng. Bên đây thấy bên đây họ cũng có mật ong này. Ngâm mật ong khoái đấy ạ. Cái này là 1 lít à? Vâng, chai đấy 1 lít ạ. 1 lít này là bao nhiêu tiền ạ? 350 ạ. Mật ong khoái. Mật ong khoái và mật ong rồi. Đây có cả ổi nữa. Ổi ngâm rượu. Ngâm rượu. Ổi răng này ăn rất là ngon nhé. Anh đi rồi. Đây là dưa muối với măng muối. Muối. Cái này bao nhiêu tiền một chai hả? Cái này là 25.000 một chai ạ. À, 25.000. Cái gian hàng này là của xã hay là? Xã hàng của hội phụ nữ. À, hội phụ nữ xã Hải Sơn. Đây là cái củ khoai sọ này. Khoai sọ này bỏ hết quần lăn trong đi. Kéo con lắm nhỉ? Đây là rau. Rau dớn rừng này. Không, là bí thơm mát ạ. Bí đao quả rất là vừa vừa đấy nhá. Đây có cái quầy bán thịt trâu rất là tươi ngon. Đây họ bán rất là nhiều cái bánh của người dân tộc này. Đây cái bánh chưng của người dân tộc này, măng khô. Cái khu vực này trước mắt mình là bên phía thán sản của thành phố Đông Hưng, Trung Quốc nhé. Đấy. Đấy, chỉ cách một con sông là bên kia là hàng rào biên giới Trung Quốc này. Đấy. Thì bên kia là chợ thán sản của Trung Quốc. Đấy, kia là cái khu vực cửa khẩu nhỏ nối liền với Việt Nam. Ngày xưa là hay giao thương buôn bán với nhau. Thế còn đây là dòng sông này là nó sẽ đổ về sông Ca Long, và một nhánh về Ca Long và một nhánh về sông Bắc Luân của Trung Quốc. Đấy, chạy dọc theo biên giới, còn phía bờ rào xanh xanh kia là hàng rào biên giới của Trung Quốc. Đây là bên phía kia là thán sản của Trung Quốc.
bán cả sứa đậu này. Sứa đậu lành. À, sao lại lạnh lạnh này nhỉ? Lạnh. Trong tủ lạnh à? Bánh đen Lạng Sơn có đây này. Ờ, bánh rán này. Bánh cái gì không? Sứa đậu lành. Đây là trang phục của người dân tộc Sán Chỉ à? Sán Chỉ. Ở bên Việt Nam cũng có dân tộc Sán Chỉ, và bên bên Thán Sản kia cũng có dân tộc Sán Chỉ. Bên Trung Quốc có dân tộc gì thì bên Việt Nam cũng có dân tộc đấy. Bởi vì nó gần biên giới mà, đúng không? Bên kia có Giao Thanh Y thì bên đây cũng có Giao Thanh Y. Đây là chị này, những người dân tộc Sán Chỉ này. Nhà chị có gần đấy không? Gần. Gần à? 6 cây số rồi. Cái số. Thế hôm nay chị lên đây bán hàng từ lúc mấy giờ? 7 giờ. 7 giờ. Từ 7 giờ đến bây giờ chị đã bán được nhiều hàng chưa? Bán được nhiều. À. Đây chắc cái toàn đồ này chị làm hay là chị mua lại? Tự làm thôi. À, tự làm đấy. Đấy, quần áo tự làm. Quần áo tự làm dân tộc Sán Chỉ. À. Còn cái em này là dân tộc gì đây? Dân tộc Sán Chỉ và à, đồng bào Sán Chỉ mà trông như đồng bào Kinh này. Đến đây lâu chưa hả em? Tự làm mà rất là đẹp nhé, rất là khéo tay, truyền thống. Đây là đan túi lưới đây nhỉ. Đây là chị đan từ một cái đây, à. Một cái đây. Cái này để bắt cá cũng được này, bắt cá bắt tôm được. Thế anh lấy mua một cái đi. Một cái này thì bao nhiêu? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi cây cú. Làm lâu ngày. Đây mọi người chợ rất là dân dã nhưng mọi người mua bán rất là tấp nập. Đấy có cả rau dớn để khoai sọ, bí xanh. Đúng rồi. Ông quay có cái gì đi vào mua bí đây. Bí ngon đấy. Bí ngon đấy, rau dớn ngon đấy nhỉ. Bí phần là ngon đấy. Đâu của anh đâu, hàng của anh đâu. Đây ạ, đây ạ. Em để này chuối cho vào sau đây. Để vào đấy, để đấy, cốt lại. Có cần thuê bảo vệ trong đấy không? Em 5.000 đi mua đồ đi. Ông thấy cô bánh bí đẹp, ông cứ quay gì? Hả? Cô bánh bí này là... Nhưng quay xong ủng hộ em là được. Đúng rồi, quay xong mua hết cái bánh bí này rồi. Cô bánh bí này rất có duyên đấy. Duyên bán hàng bán rất là chạy. Dạ vâng ạ, vâng ạ, ông ơi. Bác anh nhớ quay lại lấy ạ. Chủ trương ạ. Ghế thôi nó bảo chặt ạ, chặt được thì nó mới trả tiền. Bên đây thịt trâu rừng rất là ngon nhá. Bên đây có quầy bán rất là nhiều loại dao, cuốc xẻng rồi các cái liềm gặt, nhiều cái loại dao rất là đẹp phong phú. Hôm anh đang chặt là dao nhà em mở cước. Thì các bạn học sinh thì có còn giấy tờ các bạn đang tập trung hết hàng và để mọi người đang mua dao dựa để làm được. Mấy con vịt này thì tí nữa nó thả vào để bắt hả cháu? Bắt rồi, cho con vịt cười lên. Đúng rồi, con vịt nó đang cười đấy.
Chào cô. Hôm nay đi chợ mua cái gì đây? Không có gì mua. Không có gì mua đi chơi đây hả? Chuối. À, đi chơi à? Nhà cô có gần đây không? Hả? Nhà có gần đây không? Nhà bác sĩ. Xa lắm. Xa? Hôm nay bác sĩ à? Biết rồi. Nhưng mà ai đưa xuống đây? Đi bộ xuống hay là có người chở xuống? Bà ta không nói, biết nói gì. À, không biết nói gì á? À, nói tính kiện không biết nói gì à? À. Nói nhiều bà không biết. Không biết nói? Ừ, không biết nói. Thế là cô đi chợ vui vẻ nhá. Vâng. À. Sao lại có người Sơn La ở đây này? Hả? Đúng rồi, con cháu người Sơn La. Ờ, Sơn La xuống đây làm gì mà lại có mặt đấy? Cháu làm xây dựng ở đây mà. À, làm xây dựng đấy. Thế hôm nay không làm à? Hôm nay nghỉ. À, hôm nay nghỉ ra đi chơi hả? Ra đây chơi cho nó vui, cho góc vui cho mọi người. Ở huyện nào? Sông Mã. Sông Mã. À. Sông Mã. Sông Mã Sơn La. Sông Mã Sơn La. À. Đây này, người Sơn La có cái búi tóc này là có chồng rồi đấy đúng không? Ờ, có chồng là búi cái tóc này. Mãi ở Sơn La xuống dưới Quảng Ninh này làm nghề xây dựng đúng không? Sơn La có cái khu Triềng Cang hay là Triềng Khương thì cũng giáp với Lào á. Đúng không? Giáp Lào, giáp Lào, sông Mã đấy đúng không? Sông Mã. Ờ, đấy. Xuống đây làm tiền công xây dựng có cao không hả mấy chị em? Rất là rẻ. Ngày được mấy trăm? 300. À, phụ bữa là được 300. Thế còn đồng chí này là được 450. Thợ xây 450 hả? Vâng. Đấy là cũng ok. Nhưng mà ăn uống thì sao? Ăn uống chủ lo hết. Tự mình bỏ tiền ra hả? Không, chủ lo hết. À, chủ tự lo chứ? Vâng. Thế là mình chỉ việc là làm và tiết kiệm tiền thôi. Đúng rồi. Hôm nay thì nghỉ xem hội viên chợ sao ta đi ăn mùng 2 tháng 9. À, được nghỉ mùng 2 tháng 9 là đi chơi, ra đây chơi đúng không? Thế em tên là gì? Em tên Minh ạ. À, ở huyện nào ở Sơn La? Sông Mã. Sông Mã hả? Xuống đây làm lâu chưa? Gần một tháng. Một tháng à? Dạ. Ở dưới đây làm tiền chắc là hơn trên đấy nhỉ? Dạ. Công việc có đều đều không? Đều, lúc mưa lúc nắng. Ừ, cũng ừ. Được hả? Dạ. Thế đây là người yêu à? Không, vợ. À. Người yêu. À. Thế cái em này có chồng đi theo không? À, chồng ở nhà hả? Chồng ở nhà. Mình em xuống. À, một mình không? Thế cảm ơn mấy anh chị em nha. À. Okay. Anh ở đâu ạ? Anh ở gần đây thôi. Cái khoai này nó gọi là khoai gì ấy nhỉ? Khoai sọ. Khoai sọ bao tiền cân chị? 30.000. Dạ hết nhỉ? 30.000. Cái này thì nấu với cái gì thì ngon? Nấu xương lụng mà chẳng được. Nấu xương lợn à? Ừ. Cái này cũng ngon mà. Cắt ở đấy cân đi. Thế xong lấy củ to và lấy củ bé này. Lấy củ bé mà ăn. Ăn thôn đấy. Cụ bé nó vừa mồm phải không? Đây này, đồng bào họ có cái bánh gì đây biết à? Bánh này nó bánh gù. Bánh gù á? Bánh chung nhưng mà thế gói. Có gạo với cái gì bên trong? Cơm lông với thịt. Đó, cơm lông với thịt à? Bánh gù này bao tiền một cái? 25 nghìn. Đây. Đây là khoai sọ. Cỡ 30.000 cân thôi. Đây một số YouTuber với lại các phóng viên nhiếp ảnh đang hoạt động hết công suất này. Để về lúc Hello, đây là nhà báo trẻ đây năng động sáng tạo.
Bác ở đâu đấy, đấy nhỉ? Quảng Ninh. À Quảng Ninh mà. Báo Quảng Ninh hay là? Không, ở Quảng Ninh thôi. À Quảng Ninh đến. Nhiếp ảnh Việt Nam đấy. Nhiếp ảnh Việt Nam. Các nhiếp ảnh gia với các TikToker, YouTuber đang hoạt động hết công suất. Đây các em học sinh đang đợi để đón đoàn đại biểu Trung Quốc từ dưới thành phố Móng Cái lên. Bên Trung Quốc họ đi theo cái đường cửa khẩu của thành phố Móng Cái lên. Đây các em học sinh Việt Nam của xã Hải Sơn đang đón đoàn thôn Thán Sản của nước bạn Trung Quốc ở khu Phòng Thành sang bên Việt Nam. Cô xem đây nữa nào, cô giáo này. Đây là một số đồng bào nhân dân ở thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn cũng ra đây thăm với dự cái hội chợ biên giới giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc này. Việt Nam với Trung Quốc. Việt Nam Việt Nam Trung Quốc. Bên kia là xã Thán Sản đúng không nhỉ? Bên đây là xã à thôn Thán Sản hả? Bên đây là xã Hải Sơn. Đây là đoàn đại biểu Trung Quốc, họ sẽ đi từ thành phố Móng Cái lên đây, trên đây. Có cả cảnh sát của Việt Nam đang huy động để giữ gìn trật tự cho cái buổi giao lưu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đoàn đại biểu Trung Quốc họ đem một cái thùng quà sang bên phía Việt Nam để tặng này.
村与村十年协议总结。 Và để mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay là tiết mục múa Mời Anh Về Tây Bắc do cán bộ nhân dân thôn Pò Hèn biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Văn nghệ chia mùa của chiếc. Hãy subscribe.
vì thời gian có hạn cho nên là mình cũng review đến thời gian này thì mình xin tạm biệt, hẹn gặp mọi người trong video clip lần sau. Vì thời gian có hạn nên mình xin phép dừng video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.